Gaian Autochon Autochon hả? Tên nghe lạ quá ta. Nhiều con thú mới nữa đây. Gì get it before it can. Con này con gì nhỉ? À, nó nằm trong đây rồi. Đây, con số 1, Ray. Con này tên là Untatherium hả? Một con này giống con tê giác nhiều sừng quá vậy. Với lại con kia là con nào nhỉ? À, Diplodon. Wow, vậy là chúng ta có hai con mới. Rất là hay luôn. Bữa sau thì mình sẽ cố gắng mua cái bắt này. Bây giờ nó invaluable rồi, nó không có...
không giết được nó hơi bị buồn nha. 8 điểm luôn, dùng 7 điểm. Ghê quá. Đẹp ghê á, công nhận mà thấy con này quá đẹp luôn. Chết đi. Chết đi thằng nhóc. Bốn mươi chín ngàn máu rồi, 3 điểm mới bút mình 3 điểm, để còn 1 điểm thủ. Ok, giết nó luôn trong tên này luôn. Nó thủ không nhờ, thử coi. Ây da, thủ mới đâu chứ, tốn 2 điểm nó mới lội được nó. Chết luôn rồi. Mà giờ thì ôm thủ làm gì, mày ra con này tao giết mày luôn nè. Vậy là quýnh được với 149.000 máu à. Wow, mạnh hơn, mạnh hơn. Tối đa của con này chỉ là 157.000 đam thôi. Chúng ta còn có 9 điểm mới giết được cái con này trong vòng 1 tinh. Ghê thật. Không mà lên được con 6 là dữ lắm rồi các bạn ơi. Quýnh đến cày DNA cũng được. Mình thích con này ghê á. Ừ, trong ARK có sở hữu được con đó ha. Quá đẹp. Wow, 293.000 đam luôn này. Phê phê. Làm một trận nữa nào. Coi lên nổi nữa không. Con nước hồi nãy mình đánh hơi bị fail một tí hay sao á. Giờ chỉ còn con nước với lại hai con chim thôi. Với lại mấy con kia là không có tuổi quýnh rồi. Mấy con kia là không có tuổi tăng của con này rồi. Đội hình này là best luôn rồi. Con này gọi là con gì ta? Kỳ đà. Nó bự ghê á. Bự cho bá luôn á. Wow, dùng điểm quýnh mình rồi. Mình quýnh nó mới quýnh mình lại mình nha. Mình để ý vậy luôn á. Này thì đủ tuổi. Con nhìn con này đã ghê luôn á, chưa muốn quýnh luôn, nhìn nó cho sướng cái nào. Giật điện đồ, cái người con này làm đẹp ghê ta. Thích cái tựa game này ở mấy cái cách cái làm thú của nó nha, rất là đẹp luôn nha. Rồi nó có 8 điểm rồi. Rồi nó cho đợp mình cho coi. Chưa chết được đâu, không chết đâu, không chết, làm ơn không chết, làm ơn không chết. 14.000 luôn. Quá dữ. Chở đi. Mày dám giết người anh em của tao à. Phải vô được cái con kia mà rỉ được chút máu nữa mới ngon.
8, 2000 mấy thôi. Chết luôn, trời ơi, căng chuẩn nha trời. Nó bị ghê à. 7 điểm. Trời, đã quất 7 điểm luôn. Công nhận tình chiêu con này ghê, nhìn lực lưỡng ghê luôn á. Chính 120.000 luôn nè. Lần này quýnh đam ít hồi nãy rồi, chắc luôn. Chắc chắn bây giờ ít đam hơn hồi nãy. Không bao giờ lên được boss 7. Rồi nó quýnh có 4 cái là xẹo luôn á. Ghê quá, con này ghê quá. Mà công nhận nó đẹp thiệt. Quá đẹp luôn á. Biết mà, hồi nãy mình quýnh nhiều hơn mà lần này quýnh yếu hơn. Hy vọng có được cái tượng con này. Tượng này nhìn đã thiệt chứ. Ráng kiếm được con này là đúng đã luôn á. Ok, hôm nay còn mấy event làm nốt nè. Gì? Event solo ray à? Trời, mình tàn có ăn hình không? Ok, dùng con này để chấp nó một lượng. Gì? Dùng 3 con hả? Giỡn hả? Trời, 3 con solo với 1 con, các bạn đùa với mình à. Đùa kiểu gì kỳ vậy? Mấy con này sao đủ tuổi quýnh? Một, nó đòi 1.3 luôn. Được á, mạnh mẽ. Đó, coi như là mình chấp cái con đầu đi. Mình dùng con đam này thôi là đủ đập chết nó rồi. Một cắn về làng dùng con cùi nhất luôn, Spinosaurus. Trong này nó cùi thôi chứ ở ngoài nó mạnh lắm. Wow, con này ghê nè, con này mình ghê nè. Bắt mình 3-1 quá. Hôm nay mình đã có một dạng con top của mình luôn mà. Đánh với anh Kilo đô kết là đô kết đánh không lại đâu. Ở cái này hơi căng này nha. Quên quên ha. Cái này hơi căng ha. Cái này có vẻ hơi căng rồi. Chết rồi. Không có được đủ đam giết nó rồi. Khó quá. Kèm này khó giết rồi bạn ơi. Kèm này nó chấp mình đúng rồi đó. Ôi thôi rồi, chấp này, này chấp. Trả thù cho anh em nào. Này thì kỵ hệ, 8 điểm cũng phải nằm xuống và xin lỗi thôi. Cái hình ngay con này luôn mới ghê chứ. Wow, được bắt con này ngay vào luôn. Wow, được một con Dimorphodon này. Còn một cái event boost nữa hả? Trời, event boost mà quýnh với mấy con này khác nào? Easy đâu trời.
dùng mấy quýt với mấy con này, mấy con này quá cù bắp. Dùng con này luôn cho đã. Còn em này được nhân 3 luôn hả? Mình chấp mà còn không được nữa hả? Giết mày luôn nè, chứ đòi swap. Rồi vậy là nãy nó không thủ rồi, quýnh nó sai lầm. Trừ giáp sai lầm. Ghê đấy. Ghê này. Con này làm gì? Làm gì đủ tuổi của mình đâu. Lấy 4 điểm lượt cho nó ngầu. Nó thủ dữ hả? Sai lầm khi quýnh mình. Này thì quýnh lại. Khá là ghê đó. Họ đi giải trí boss tiếp nào. Mình đang ghiền con boss kia cái quá.
Ơi bị thủ rồi, chán ghê.